chu kỳ thị trường là gì? Khái niệm chu kỳ thị trường tiền mã hóa dùng để chỉ cái khoảng thời gian giữa đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất của một thị trường cũng như là các giai đoạn của nó. Chắc chắn rồi, chu kỳ của thị trường nó xảy ra ở trên tất cả các thị trường tài chính. Tuy nhiên, so với các thị trường khác thì có thể là cái chu kỳ thị trường của tiền mã hóa sẽ ngắn hơn một cách đáng kể do là cái sự biến động giá một cách nhanh chóng. Một chu kỳ thị trường gồm các giai đoạn giá tăng, đạt đỉnh, giá giảm dần đến đáy chu kỳ và một chu kỳ khác bắt đầu ngay sau đó. Những người mới tham gia có thể không nhận ra rằng thị trường có tính chu kỳ, do đó thường không có kế hoạch cho sự kết thúc của chu kỳ thị trường hiện tại. Ngoài ra, ngay cả khi bạn biết về các chu kỳ thị trường thì việc xác định đâu là đỉnh hoặc đáy và chúng ta đang ở trong giai đoạn nào của chu kỳ cũng không phải là một việc dễ dàng. Tuy nhiên, bạn phải hiểu chu kỳ để tối đa hóa được lợi nhuận cho các khoản đầu tư của mình. Ok, cả nhà hãy cùng Linh Di xem xét 4 giai đoạn chính của một chu kỳ thị trường điển hình và dấu hiệu nhận biết chúng nhé. Thứ nhất là giai đoạn tích lũy. Trong giai đoạn này, giá cả sẽ đi ngang trong một thời gian dài sau khi thị trường đã tạo đáy ở một cái mức giá rất cao trước đó. Tại thời điểm này, những nhà đầu tư có kinh nghiệm bắt đầu mua trở lại. Tâm lý chung của thị trường là điều tồi tệ nhất đã qua và chúng ta có cơ hội tốt để kiếm tiền từ bất kỳ giao dịch nào. Lúc này, mức giá của mọi tài sản đều rất hấp dẫn. Những người mua hiểu biết sẽ chờ đợi để mua lại tài sản của những người chơi chán nản với mức giá hời. Giai đoạn tích lũy thường bắt đầu với sự mất hứng thú, thất vọng, buồn chán và thiếu niềm tin vào bất kỳ sự tăng trưởng tích cực nào của đám đông. Ở giai đoạn này, tâm lý thị trường bắt đầu chuyển từ tiêu cực sang trung lập đầy hy vọng. Thứ hai là giai đoạn tăng giá. Giai đoạn này bắt đầu khi thị trường đạt đến điểm ổn định và bắt đầu tăng giá. Thị trường tăng trưởng hơi chậm do vẫn còn những người chơi chán nản và cắt lỗ các khoản đầu tư trước đó của họ. Giới truyền thông bắt đầu đưa tin nhiều hơn và thu hút sự quan tâm của công chúng. Khối lượng giao dịch và giá cả các loại tài sản bắt đầu tăng lên đáng kể. Cả thị trường bị chi phối bởi lòng tham. Ngoài ra, tại thời điểm này bắt đầu xuất hiện thêm những người mới gia nhập vào thị trường và đang bị mờ mắt bởi những khoản lợi nhuận có thể có. Trong khi các nhà quản lý tiền và các nhà đầu tư chuyên nghiệp khác thì đang bắt đầu chốt lời những khoản đầu tư của mình. Giá cả bắt đầu chững lại hoặc giảm dần, những người chưa mua coi đây là cơ hội vàng để mua và nhảy vào hàng loạt. Sau đó, giá cả một lần nữa sẽ tăng mạnh mẽ theo cấp số nhân dẫn tới một cao trào bán ra. Giá đang đạt đỉnh và tâm lý thị trường đã đi từ trung tính và nhàm chán sang hưng phấn. Thứ ba là giai đoạn phân phối. Giai đoạn thứ ba của chu kỳ thị trường được thống trị bởi người bán và tâm lý tăng giá của giai đoạn trước được chuyển thành tâm lý hỗn hợp. Giá thường dao động trong cùng một phạm vi giao dịch, trong một số trường hợp có thể sẽ kéo dài hàng tháng. Vào cuối giai đoạn này, thị trường sẽ diễn biến theo hướng ngược lại. Một số biểu đồ báo hiệu đỉnh của chu kỳ như là double top hay vai đầu vai có khả năng xảy ra trong giai đoạn phân phối. Giai đoạn này của chu kỳ chủ yếu được thúc đẩy bởi những cái cảm xúc kết hợp, ví dụ như là tham lam này, sợ hãi này, hy vọng này. Các nhà đầu tư giai đoạn đầu thường không quyết định được là có nên bán và chốt lời hay không và tâm lý dần chuyển sang tiêu cực. Một đợt bán tháo mạnh được theo sau bởi một đợt phục hồi vì những người chơi trên thị trường tin rằng một đợt điều chỉnh sẽ xảy ra trước khi đợt tăng giá tiếp tục. Nhưng giá không bao giờ tăng lên mức cao trước đó và khi chúng giảm giá lần thứ hai, sự hoảng loạn bắt đầu xuất hiện. Những người tham gia thị trường muộn và đang giữ một lượng tài sản đáng kể lo sợ mất tất cả, mọi thứ trong khi đồng thời hy vọng lấy lại vị thế đã mất khi thị trường có vẻ khởi sắc trở lại. Giai đoạn này có thể mất vài tuần đến vài tháng và trong một số trường hợp là hàng năm. Các nhà đầu tư chưa chốt lời bây giờ đã quyết định bán hòa vốn hoặc lỗ nhẹ. Thứ tư là giai đoạn giảm giá. Giai đoạn thứ tư và cũng là giai đoạn cuối cùng của chu kỳ thường sẽ là một cái giai đoạn đau đớn nhất đối với những người còn giữ khoản đầu tư của mình. Người chơi bị cuốn vào giai đoạn này thường là những người mới và thiếu kinh nghiệm. Họ bám vào khoản đầu tư của mình vì nó đã giảm xuống quá nhiều so với những gì họ đã bỏ ra. Nhóm các nhà đầu tư này thường là những người đã mua trong giai đoạn phân phối hoặc lúc bắt đầu giai đoạn giảm giá. Khi khoản đầu tư của họ giảm từ 50% trở lên, họ bắt đầu mất hy vọng và cuối cùng là cắt lỗ. Tại thời điểm này, các nhà đầu tư sớm, những người đã kiếm được lợi nhuận tốt trước đó, sẽ mua các tài sản đã giảm giá. Những nhà đầu tư mới này dự đoán rằng sắp xảy ra đáy thị trường và rất có thể họ sẽ tiếp tục kiếm được tiền trong chu kỳ tiếp theo. Vậy thì chúng ta đang ở đâu trong cái chu kỳ thị trường Bitcoin này? Trước khi xem tiếp video thì Linh Di muốn nhắc lại với các bạn là tất cả những cái dữ liệu thông tin trong video này là do Linh Di tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau và chắc chắn rằng là nó không phải là một lời khuyên đầu tư, nên là chúng ta hãy tự ra quyết định, tự nghiên cứu và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình nhé. Rất nhiều các mô hình dự đoán giá, chỉ báo kỹ thuật, dữ liệu nổi tiếng hiện nay như là Bitcoin Stock to Flow, dữ liệu on-chain, cho đến các tin tức tích cực về việc Bitcoin ngày càng được chấp nhận rộng rãi hơn bởi một số quốc gia và các tổ chức đầu tư lớn, đều chỉ ra rằng có vẻ như chúng ta đang ở giai đoạn tích lũy của thị trường và một số chuyên gia kỳ vọng điều này sẽ mở ra một xu hướng tăng giá mới mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung Chill Crypto Community thì mình sẽ để link ở dưới phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả những anh em bạn bè đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất là nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích dành cho mọi người đó. Ok, from CC with love.